Chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe của kênh Biết Tuốt. Quý vị và các bạn thân mến, đau nhức xương khớp hiện nay có dấu hiệu trẻ hóa. Có những trường hợp chỉ mới 25-30 tuổi đã bắt đầu đau nhức xương khớp do nhịp sống hiện đại. Thêm vào đó là thói quen ăn uống sinh hoạt không điều độ, cộng thêm cơ thể ít vận động. Từ lâu, cây đinh lăng đã được ông cha ta trân quý và được ví như nhân sâm của người nghèo bởi vô vàn công dụng tuyệt vời của nó. Trong đó, nổi bật nhất là các công dụng liên quan đến chữa mất ngủ, lọc sạch độc tố cho nội tạng và hỗ trợ chữa các bệnh liên quan đến đau nhức xương khớp vô cùng hiệu quả. Cây đinh lăng có chứa nhiều hoạt chất sinh học như saponin, flavonoid, phenol, tannin, alkaloid, v.v. có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa, bảo vệ gan, thận và tim. Cây đinh lăng có thể giúp điều trị các bệnh về hô hấp như ho, hen suyễn, viêm phế quản. Cây đinh lăng cũng có thể giúp cải thiện các bệnh liên quan tới tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Trong nội dung video này, Biết Tuốt xin chia sẻ với các bạn 7 bài thuốc chữa bệnh tốt nhất mà cây đinh lăng đem lại cho sức khỏe của chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Lấy lá đinh lăng nấu nước uống theo cách này giúp 7 bệnh khỏi ngay. Vị thuốc quý trời ban cực tốt cho sức khỏe. Đầu tiên, chữa đau đầu, mất ngủ. Trong lá đinh lăng có chứa saponin và kèm theo đó là rất nhiều thành phần quan trọng khác. Một số nghiên cứu đã chứng minh dược tính của lá đinh lăng có thể hoạt hóa nhẹ và đồng bộ vào não. Điều này có tác động tốt lên hệ thần kinh. Bên cạnh đó, tác dụng của cây đinh lăng còn giúp tăng cường sức đề kháng, an thần, ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn. Đinh lăng giúp làm giảm đau đầu, cải thiện tình trạng căng thẳng. Công dụng thứ hai, giúp cải thiện đường tiêu hóa. Nước lá đinh lăng hỗ trợ việc điều trị các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa như tình trạng tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi bằng cách sử dụng một nắm lá đinh lăng và sắc với nước uống liên tục trong vài ngày. Các triệu chứng về tiêu hóa sẽ được cải thiện. Thứ ba, tốt cho người mới ốm dậy. Phụ nữ sau khi sinh, người ốm dậy nên dùng lá đinh lăng nấu canh với thịt, cá để bồi bổ, có tác dụng gần giống như nhân sâm. Thực hiện bài thuốc này, bạn dùng khoảng 200g lá đinh lăng rửa sạch. Khi canh thịt nấu sôi, cho lá đinh lăng đun vừa chín tới, ăn nóng, giúp cơ thể sảng khoái, đẩy các độc tố ra ngoài. Thứ tư, cải thiện tình trạng tắc sữa sau sinh. Nước lá đinh lăng đem lại hiệu quả trong việc cải thiện và chữa trị tình trạng tắc tía sữa, ít sữa sau sinh. Trước khi đun lá đinh lăng, cần phải được sao vàng, bảo quản trong lọ dùng dần. Chú ý, chỉ nên uống nước lá đinh lăng được đun trong ngày và uống khi còn đang ấm. Thứ năm, chữa ho lâu ngày. Lá đinh lăng có công dụng trị ho rất hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Với những trường hợp bị ho nặng, chỉ cần uống đến ngày thứ ba thì các triệu chứng đã giảm đi rất nhiều. Bệnh nhân kiên trì uống nước lá đinh lăng đến khi khỏi bệnh thì dừng lại. Cách dùng như sau. Lá đinh lăng rửa sạch dưới vòi nước, thái nhỏ, phơi khô và sao vàng. Mỗi ngày dùng từ 10 đến 12g, đun nhỏ lửa uống thay nước hàng ngày. Thứ 6. Làm trắng da. Hiện nay có rất nhiều mẹo làm trắng da. Trong đó, lá đinh lăng được đánh giá là cho kết quả cao và khá an toàn. Với mẹo làm trắng da này, thực hiện khá là đơn giản. Bạn chỉ cần lấy nước lá đã đun sôi tắm như bình thường. Nếu nhà có bồn tắm, bạn nên đổ nước lá này vào bồn và ngâm mình trong nước lá khoảng 20 đến 30 phút, cho đến khi tinh chất ngấm sâu vào da, cắt đứt các tế bào hắc tố gây thâm, tái tạo collagen làm trắng da nhanh chóng. Thứ 7. Giúp trị mụn. Lá đinh lăng tươi rửa sạch, giã thật nhuyễn, cho thêm vài hạt muối, sau đó đắp lên chỗ có mụn, chờ đến khi thấy lá khô lại thì rửa sạch bằng nước. Mỗi ngày là một lần vào buổi tối và kiên trì trong vòng 2 tuần, làn da của bạn sẽ được phục hồi đáng kể. Công dụng của lá đinh lăng với sức khỏe là không thể phủ nhận. Tuy nhiên không nên lạm dụng, chỉ nên dùng với liều lượng vừa đủ, không nên dùng thường xuyên trong thời gian dài. Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế,
Khi dùng lá đinh lăng, cần lưu ý những điều sau. Người khỏe mạnh không nên uống nước lá đinh lăng thay nước trà. Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi muốn uống loại nước này với số lượng nhiều và thường xuyên. Không cho trẻ uống loại nước này vì cơ thể trẻ chưa phát triển toàn diện. Nếu uống có thể gây ra một vài vấn đề về tim mạch. Tuyệt đối không sử dụng nước lá đinh lăng cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Hướng dẫn cách dùng lá đinh lăng chữa mất ngủ. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều cách sử dụng lá đinh lăng chữa mất ngủ. Bạn có thể tham khảo thêm những cách sau đây. Đầu tiên, làm gối đinh lăng. Lá đinh lăng có mùi thơm nhẹ, dễ chịu nên tạo cảm giác thư giãn khi ngửi chúng. Vì vậy, người ta thường sử dụng lá đinh lăng để lót trong gối nằm. Ở tư thế nằm và ngửi mùi hương tỏa ra từ lá đinh lăng giúp cải thiện tâm trạng, giải tỏa căng thẳng, giúp ngủ sâu và thức dậy sảng khoái hơn. Nguyên liệu làm gối lá đinh lăng chữa mất ngủ. 1 nắm lá đinh lăng non. Cách thực hiện: làm sạch lá đinh lăng vừa thu hái về để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất và một số vi khuẩn bám quanh lá. Sau đó, để ráo rồi đem phơi khô trong bóng râm, tránh phơi quá lâu khiến lá bị giòn. Không nên phơi dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Điều này có thể làm hao hụt đi hương vị tự nhiên, lá bị giòn gãy. Cho tất cả lá đinh lăng khô vào trong chảo lớn, sao vàng, trên lửa to, rồi đem cho vào túi hút ẩm để giữ được nhiệt độ phù hợp. Tiếp đến, trộn lá đinh lăng đã sơ chế cùng ruột gối nằm. Sau đó, cho toàn bộ phần ruột gối này vào trong vỏ gối và khâu kín lại. Sử dụng gối để nằm ngủ, mùi thơm từ lá đinh lăng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, xóa tan cảm giác căng thẳng, mệt mỏi và mang lại cảm giác dễ ngủ. Thứ hai, uống nước lá đinh lăng trị mất ngủ. Thông thường, để làm nước lá đinh lăng, người ta sẽ sử dụng phần lá. Lá đinh lăng được hái xuống, rửa sạch và phơi khô để dùng dần. Nguyên liệu cần có: lá đinh lăng khô, lá vông, tam diệp, rau má và cỏ mực 20g mỗi loại, cây trinh nữ 16g, hoàng bá, bạch linh và hoàng liên 10g mỗi loại. Cách thực hiện như sau: mang toàn bộ nguyên liệu, rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn, vớt lá ra để ráo. Cho các nguyên liệu vào nồi, thêm nước xăm sắp, rồi bắc lên bếp để đun sôi trên ngọn lửa nhỏ. Canh lửa cho đến khi còn khoảng 300ml nước thì tắt bếp. Lấy rây, lọc phần nước, sau đó chia nước thành hai phần, dùng để uống trong ngày. Áp dụng đều đặn mỗi ngày một thang thuốc và kiên trì đều đặn cho đến khi bệnh tình thuyên giảm hoàn toàn. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.